Hey, hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mấy anh em tiếp tục đi chạy cá cả nhà. Chạy biết có cá không đây ha. Mời cả nhà theo anh em chạy cá nha. Mình ngâm chút xíu mình nó kéo lên nè Hảo. Bữa nay đi trải nghiệm đi chạy cá nha cả nhà. Đừng con gốc đi. Đừng con gốc đi. Ôi trời uống giả mẹ trời ơi. Trời kìa vàng khè kìa. Im. Trời nó đủ rồi. Cái đó cái gì? Cái gì? Cái bóng bóng. Bỏ vô. Vậy bỏ vô trong. Bữa nay đi có lý à. Gì con? Dạ. Chịu tập trung lại. Chịu lắm hả? Nó máng tập trung lại á. Ôi trời nó ột kìa. Phải ra tới rồi đó rồi. Đó gì? Đỡ. Ê ngâm 2 phút đi Hảo. Khoan hết kéo không? Trời giục xuống nó tới đất rồi. Kéo giục cái gì nữa trời. Bữa nay bạn đi trải nghiệm chài cá như thế nào bạn? Im ghê rồi. Im ghê rồi. Ôi ôi. Im. Từ từ. Con ngọt đừng cho bả. Gông không đi trời. Ôi trời. Ê, còn một con khô qua nữa. Nhỏ hơn nha. Nhỏ hơn. Còn chạy qua bên đó vậy. Ừ. Gông không. Lội bển đi. Gông đi. Khỏi xe chạy đi dài được con kia luôn. Ủa cái gì cái đường. Có rồi đó thấy chưa? Ê. Được nè, chài có con bự vậy được nè. Em. Phải có đó chứ. Quả cà phê để uống luôn ha. Ừ. Nó có con nào. Uống dễ sợ luôn á. Cá bấm tượng nó sống kìa. Sống. Có phi con nó sống không? Sống chứ nè. Lâu khai nước không? Hử? Lâu khai nước không? Cái vuông cho mát này nè anh, cái vuông mát này nè. Mạnh lên. Đây uống nước không Hảo? Uống nước không? Nè. Cho kéo lên cái mê rồi. Mê uống cái. Có tôm á, nhảy từng. Ừ. Ừ. Rồi xong. Một em. Ê cá bự kìa. Không đâu rồi. Từ từ. Ê cá bự. Cá bự phải không? Cá bự và bá bự luôn. Ô cá bự kìa. Chạy con thôi. Em. Ngà nó mới nước đi. Ủa nó mập trời. Mập dã man luôn á. Trời. Ăn gông không, cái cá này nó ăn gông không? Mà cá này cá vuông luôn nè trời. Hết luôn. Trời ơi. Anh này có chó này nè. Đang có chó này đó. Thảo chạy dính con không cười hả? Ơi, con này con. Em. Sao rồi số 1 cũng vậy, không số 2 số 3 vậy? Có cái con nè. Nè cô quá thì con. Con nào nó mập trời. Để đi chạy con cũng được. Quá trời bự luôn á, mập dữ. Quay lại uống. Rồi trong cốp xe á. Chị dễ quay kìa. Chị đổ con cà phê cho nó bóng tay. Chị đổ 2-3 cái. Vô hả? Uống không? Vô nguyên cái hồ luôn sao có chài này dở nó bị hỏng không anh? Trời, quất lên cái nữa không? Người ta lội xuống đây bắt bẫy, bắt được mấy con. Đây. Đứng bằng hai chân đó. Không đứng như vậy. Nha. Ừ. Chạm mớp trái nhóc cái gì nè. Đây nè, ông nấu nướng nhìn mình hôm qua ông nhìn cá lại không? Nó sổng không? 500 anh em mình quánh ông chết. Đang uống thuốc cái gì mà. Động nó chảy chơi cái gì vậy? Có. Ôi, rồi, cả nhúng nữa. Cái đói vậy. Ủa. Cái bò mà còn nhúng. Ồ cái bị bự kìa. Thôi vậy. Nó bự. Cái đói luôn. Nè, nó bự nè. Ít nước không à? Tới bò mà còn nhúng kia đừng nhúng. Im. Ê cá bóng kìa. Ê chỗ cái hông này nè hảo kìa. Đâu cục đó đó. Đó thấy không? Ừ. Đó, nó chạy đó. Đó đó. Tự nhiên tới bò anh nhúng chi nãy chạy con phải không? Ừ. Cái đó chạy. Cùng với cái đó cỡ đó không là mới ngon nha. Im luôn đó. Nhà còn con sống chưa leo luôn quý vị. À. Im nha. Cái thằng nhỏ nãy cái đóng phái theo mình đúng không trời? Ừ. Trời dính mưa. Ở giờ trời dính mưa cả nhà ơi. Em tao quánh mày chết luôn. Quay giường bắt cá luôn rồi, tốt quá. Quay đất kìa. Đó, nó chạy đó kìa. Giờ đầu tiên mở hàng thấy ngon quá ha. Im rồi. Rồi chiếc xe của xu banh tanh chưa? Bỏ vô trong bọc ra anh. Gắp lại. Rồi luôn. Không có gắp lại. Đó. Trời ơi. Cái gì đó, cái gì xe gì đó. Coi bộ phim gì? Bộ phim gì mấy chiếc xe đi cứu hậu đó. Mở ra. Con bò luôn con ơi, đừng vũ con ơi. Sao nặng quá vậy hả? Có cá. Đó cũng vũ đó. Khói vũ chứ trời. Không có con cá nào cho anh chị. Có con cái gì á. Chạy này ngưỡng nghỉ nha, chạy cuối cùng. Yeah. Mưa tới rồi, đi đàng hoàng nha. Còn mấy ngày chứ có đói đó. Cả nhà nãy giờ mấy em đi chạy được nhiêu đây cả nhà, cũng bộn lắm nha, thành quả đi trời.